trong năm 2022, BYD đã vươn lên trở thành hãng xe điện lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Tesla. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi BYD muốn mở rộng danh mục sản phẩm của mình bằng những mẫu ô tô điện mới. Trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, BYD đã vén màn mẫu xe điện mới mang tên Song L. Dự kiến có mặt trên thị trường Trung Quốc vào quý 4 năm nay, BYD Song L mang trên mình thiết kế Cross Over Quốc phong cách và thời trang. Trên thực tế, ngoại hình của mẫu xe Trung Quốc này được nhận xét là như lai giữa Kia EV6 và Porsche Cayenne Coupe. Cụ thể, cột A của BID song lờ gợi liên tưởng đến mẫu xe Hàn Quốc Kia EV6. Trong khi đó, khu vực phía sau của mẫu xe này lại giống với Porsche Cayenne Coupe. Tại đây, mẫu ô tô Trung Quốc này cũng có dải đèn led mỏng nằm vắt ngang đuôi xe. Chưa hết, BID song lờ còn được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn pha LED mượt mà. Bên trong đèn pha là bốn dải đèn LED lấy cảm hứng từ móng vuốt rồng. Những chi tiết này có vẻ được dùng chung với người anh em BID-Han. Tiếp đến là cản trước hầm hố, tích hợp hốc gió, trung tâm cơ lớn và hai khe gió rộng. Bên dưới cản trước còn có cánh lướt gió với vân carbon nhằm tạo cảm giác thể thao cho xe. Khu vực phía sau của BID Song lờ thậm chí còn thể thao hơn nhờ đường vai xe nổi bật cánh gió đuôi chia đôi với cặp đèn phanh ở giữa. Khe gió nằm dọc ở hai góc cản sau và bộ khoách tán gió khổng lồ. Bên cạnh đó là cánh gió đuôi chủ động, có thể tự động mở lên khi cần thêm lực ép xuống mặt đường, giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao. Tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống và bộ vành hợp kim 21 in với 5 chấu kép tạo hình ngôi sao. Theo BID, song L được phát triển dựa trên cơ sở gầm BF Platform 3.0 tương tự nhiều mẫu xe khác của hãng như xin. Hiện hãng BID chưa công bố nội thất và thông số kỹ thuật của mẫu ô tô điện này. Chỉ biết rằng, cơ sở gầm BF Platform 3.0 sẽ tương thích với cả cấu hình một mô tơ điện và hai mô tơ điện. Trong khi đó, cụm pin Blade 800V của BID hứa hẹn sẽ mang đến quãng đường di chuyển dài cho xe. Chưa rõ kích thước cụ thể của mẫu xe này. Tuy nhiên, hãng BID đã dùng cụm từ SUV thuần điện cỡ B khi nói về song lở. Được biết, Song L là một thành viên mới của dàn sản phẩm Dynasty, đặt tên theo triều đại nhà tống cai trị Trung Quốc từ năm 960 đến năm 1279. Do đó, trên đầu xe và la răng đều có logo chữ tống đặc trưng của dòng sản phẩm Dynasty. Khi có mặt trên thị trường, BID Song L dự kiến sẽ là đối thủ của Tesla Model Y. E.